Vâng, xin cảm ơn thầy Phạm Thế Thạch với bài giảng vừa rồi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả bài thứ hai cũng do thầy Phạm Thế Thạch giảng với tựa đề là ECMO trong ARDS do COVID-19. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, kính thưa các anh các chị đồng nghiệp, thì chúng ta tiếp tục quay lại cái chương trình ECMO. Thì chúng ta thấy là tại sao lại đưa ra vấn đề ECMO, thì hiện nay các anh chị biết là rất nhiều bệnh viện là có phong trào mua ECMO, và rất nhiều bệnh viện là chúng ta có phong trào đi học ECMO. Thế thì ECMO nó giống như một cái công cụ ấy, giống như chúng ta xây cái nhà thì chúng ta phải có cái ô tô. Thế thì nên đã xây nhà cao, nhà to, nhà đẹp rồi thì phải thêm cái ECMO nữa, là có thể thêm cái ô tô đẹp nữa, thì đấy là mới sang được. Thế thì nhưng tuy nhiên là gì? Xây xong rồi, mua rồi, về làm gì? Và có làm được không? Thì ECMO nó có hai nhóm, những cái bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim, những bệnh nhân sốc tim thì thực sự là cần thiết. Thực sự là cần thiết. Tuy nhiên một cái tỉnh mà chúng ta bé, mà chúng ta gần Hà Nội, thì chúng ta có cần thiết phải sử dụng ECMO hay không thì cũng là một câu hỏi. Thì nhưng đấy là một cái, tại vì chúng ta đầu tư nguồn lực mà nó dàn trải quá thì nó không cần thiết, trong khi chúng ta còn nhiều thứ cần đầu tư. Ví dụ như bệnh nhân tỉnh Sơn La chẳng hạn như thế. Chúng tôi thấy là các anh chị về đòi đòi làm đòi đưa lên lên làm ECMO. Thế thì vấn đề câu chuyện là đưa lên làm ECMO, nhưng mấy vơi một rõ ràng như khi mà từ Hà Nội lên ECMO lên Sơn La thì nó 7-8 giờ đồng hồ thì nó rất là khó khăn. Thì những tỉnh xa như thế thì cái chuyện người ta triển khai ECMO là một trung tâm ECMO là cần thiết. Nhưng tuy nhiên là trước khi làm ECMO thì chúng ta lại phải làm các biện pháp hồi sức cơ bản như lúc này tôi vừa nói đấy. Thì còn những các tỉnh gần chẳng hạn như Hà Nam, chúng ta chỉ cần mấy bước chân là chúng ta sang đến bệnh viện Bạch Mai 2 chẳng hạn như thế, thì cái chuyện là chúng ta triển khai ECMO là thực sự có cần thiết hay không, đấy là một cái câu hỏi. Thế tuy nhiên là gì, cái mà nội dung chính hôm nay chúng ta nói về vấn đề ECMO cho bệnh nhân COVID, đây là một cái guideline năm 2021, vì tôi muốn nói nội dung chính của cái guideline thôi. Thế tại sao lại nói như thế? Tại vì trong này nó có một cái ý tưởng mà tôi rất rất thích. Vấn đề câu chuyện là gì? Là rất nhiều nơi chúng ta đang triển khai để ECMO để đối phó với dịch COVID-19. Thế tuy nhiên là gì? Các anh chị xem cái slide cuối cùng này, chị sẽ thấy, các anh chị thấy là cả cái thế giới này đến bây giờ, như ở châu Á Thái Bình Dương có 79 ca ECMO được công bố. Và châu Âu thì có hơn 1.600 bệnh nhân ECMO được công bố. Có là tại sao người ta lại công bố ECMO thế? Tại sao 17 triệu người làm ECMO mà lại chỉ ở 17 triệu người nhiễm, 170 triệu người nhiễm COVID, mà tính ra thì hàng chục triệu người bị nặng. Tại sao là chúng ta làm ECMO ít như thế? Thì chúng ta có một cái câu trả lời khác. Thì chúng ta hôm nay, cái nội dung hôm nay chúng ta sẽ làm như thế. Thế thì chúng ta biết là coronavirus đã gây nên một cái loại viêm phổi mà lần đầu tiên người ta phát hiện là Vũ Hán năm 2019. Tuy nhiên sau đấy thì chỉ còn 2 tháng sau thì bắt đầu nó bùng lên khắp Trung Quốc, khắp các tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh Hồ Bắc là gần 69 triệu dân, là nó tương đối gần như vậy, khoảng hơn 2/3 dân số Việt Nam rồi. Tỉnh Hồ Bắc này là chính là nước Sở ngày xưa đấy, thế nên trong Đông Chu Liệt Quốc, các anh chị đọc cái tin đấy. Thế thì cả một cái, gần như mà cả một cái nước nhỏ mà bị COVID, thế là người ta đã phong tỏa. Và ngày xưa thì chúng ta cũng rất là ngạc nhiên tại sao Trung Quốc nó phong tỏa như thế. Và sau đấy thì loay hoay mãi thì nó bây giờ, còn bây giờ thì nó lan lên toàn cầu. Và các anh chị thấy là WHO người ta đã đưa ra cái thuật ngữ là COVID-19, đó là bệnh viêm phổi do coronavirus, và xác định đây là năm 2019, nên là COVID-19. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đấy, cái COVID-19 thì nó có một gây ra nên một cái tình trạng là COVID-19 không có triệu chứng, COVID-19 có triệu chứng, và COVID-19 rất nặng, gây suy hô hấp cấp tiến triển nặng, hay còn gọi là ARDS. ARDS này nó do virus coronavirus nó chủng 2, nó để nó phân biệt với SARS-CoV-2, nó phân biệt với SARS-CoV-1, là chính là cái SARS-CoV năm 2003, là cái chủng SARS năm 2003. Thì các anh chị cũng biết là đây là, thế thì nó có cái tên khác là SARS-CoV-2. Thế thì cái này thì hiện nay thì tỷ lệ tử vong cũng như là cái gánh nặng của nó do chủ yếu là nó liên quan đến cái tình trạng suy hấp cấp tiến triển, gọi là nó tiến thành cái suy hấp cấp tiến triển. Các anh chị biết là hiện nay là coronavirus thì 70-80% không có triệu chứng, thì không có triệu chứng thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà ngược lại, cái nhóm mà nó có triệu chứng thì thực sự nó rất nặng, và cái nặng đầu tiên cũng chính là cái hội chứng suy hấp cấp tiến triển này. Thì vì bệnh nhân suy hấp nên là bệnh nhân phải vào viện, mà vì bệnh nhân phải vào viện nên là có một nửa trong số đấy, là 1/4 trong số đấy nặng, nên là phải vào khoa hồi sức. Người ta thấy khoảng 20% các bệnh nhân suy hấp, bệnh nhân bị nhắc mắc coronavirus có diễn tiến thành viêm phổi nặng, và cái diễn tiến có triệu chứng nặng thì phải nhập viện. Và trong số đấy có 1/4 trong số đấy là bệnh nhân cần phải nhập vào các khoa hồi sức, đó là đây là một trong. Thế thì câu hỏi là chúng ta có bao nhiêu giường hồi sức, chúng ta có bao nhiêu cái máy thở, cả nước chúng ta có hơn 4.000 cái máy thở. Và cách đây một năm, cũng tầm này năm ngoái, thì toàn châu Âu cái lúc nào cũng đếm xem nước nào có bao nhiêu giường hồi sức. Ví dụ Đức có bao nhiêu nghìn giường,
áo có bao nhiêu nghìn giường, ý có bao nhiêu nghìn giường, đó là chúng ta quan tâm. Thế tại sao chúng ta phải quan tâm giường hồi sức? Và nhưng mà ở Việt Nam thì Việt Nam chúng ta nhanh chân hơn, chúng ta chỉ cần trong vòng 2 tuần thôi là chúng ta có thể tổ chức một cái trung tâm hồi sức lên 101 giường ở tỉnh bệnh viện tâm thần Bắc Giang. Đấy là một trong cái trung tâm hồi sức bây giờ lớn nhất miền Bắc, đó là nhiều giường nhất miền Bắc, trang thiết bị nhiều nhất. Đây là chúng ta nên nên là chính là chúng ta. Thế thì chúng ta nếu mà không may nó xảy ra thì chúng ta có thể thành lập hàng trăm hàng nghìn cái trung tâm đấy, nhưng mà chúng ta lấy đâu ra người để chúng ta làm, chúng ta lấy đâu ra trang thiết bị để chúng ta mua này, vì cái nhà cung cấp có khi nó không cung cấp cho chúng ta đủ. Nhưng tuy nhiên là cái tỷ lệ nhập hồi sức này nó tùy thuộc vào các cái điều kiện khác nhau và tình trạng văn hóa khác nhau. Thì các anh chị biết như Ấn Độ chẳng hạn, như thế người ta cứ cúng bái rồi trong cái khi nặng quá thì người ta vào viện, trong cùng bệnh nhân suy hấp rất nặng quá tải và các không có bệnh nhân nào nhận cả. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta lại khác, chúng ta cho vào, chúng ta khoanh vùng ngay từ đầu, thì chúng ta chủ động nhận bệnh nhân, gọi là bệnh nhân COVID chúng ta chuyển từ các tuyến khác nhau. Và thứ hai nữa là gì, các cái tiêu chuẩn nhập viện và hồi sức cũng các nước nước khác nhau, và đặc biệt là gì, cái năng lực test, có là chúng ta có năng lực xét nghiệm cho toàn dân hay không, có là chúng ta biết là bao nhiêu người bị. Nhưng tuy nhiên là năm 2019 sang đến 2020 thì các báo cáo của Trung Quốc thì thấy là cái tỷ lệ nằm hồi sức khoảng 7 đến 26% là những bệnh nhân nặng và bệnh nhân vào nhập khoa hồi sức. Ở Ý thì khoảng 5 đến 12% và 16% bệnh nhân trong tổng số bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 phải nhập viện. Thế thì ở Mỹ thì cũng tương tự như thế, cũng 4 đến 12%, 5 đến 12%. Ở Việt Nam thì hiện nay thì các số liệu khoảng 5% là bệnh nhân phải tính gọi là hồi sức. Nhưng cái chủng đợt mà mới này, dịch đại dịch lần thứ tư của Việt Nam ấy, thì đó số con số nó nhiều hơn so với lần thứ ba ở Hải Dương hoặc lần thứ hai ở Đà Nẵng. Các anh chị thấy là đây là cái báo cáo của công bố của Cục Khám Chữa Bệnh, thì thấy là tiểu ban điều trị thấy là cái tỷ lệ mà bị phải nằm thở máy hoặc nằm các khoa hồi sức chiếm khoảng 5%, nó cũng tương tự, nó chấp chỉ 3,8 đến đến 6% gì đấy. Thì nó thế thì cái vấn đề chính người ta thấy là trong số các bệnh nhân bị nằm viện liên quan giảm oxy ấy thì có từ 33 cho đến 88% bệnh nhân phải thở máy xâm nhập. Cái là có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ còn 20% cho đến 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 70% là bệnh nhân cũng không phải thở máy xâm nhập, như chúng ta có thể thở HFNC hoặc là thở máy không xâm nhập thì nó, hoặc là thở oxy kính hoặc oxy mát. Đây đấy là một trong cái. Nhưng mà cái thế thì có nghĩa là ví dụ giả sử chúng ta có 100 bệnh nhân ECMO thì chúng ở 100 bệnh nhân suy hấp thì chúng ta đã có ít nhất là khoảng 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 10 bệnh nhân là khoảng là ở xin lỗi con thì chúng ta có thể có cao nhất chúng ta có thể lên đến 80% là số bệnh nhân đã thở máy. Và trong số bệnh nhân đã thở máy thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân là thất bại với thở máy, đó là chúng ta thất bại với thở máy. Thì khi mà thất bại với thở máy thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến ECMO. Thì hiện nay cả nước chúng ta có đang có 11 bệnh nhân đang ECMO. Ở như ở bệnh viện nhiệt đới trung ương có một trường hợp đấy, còn là có hai trường hợp gì? À, nhiệt đới trung ương có 5 trường hợp. Bắc Giang cũng có, bệnh viện bệnh phổi Bắc Giang cũng có, bệnh viện Đà Nẵng cũng có, bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, bệnh viện Chợ Rẫy cũng có. Tức là chúng ta cả nước chúng ta có đang có 11 trường hợp phải ECMO. Thế thì cái ECMO này là chúng ta phải xác định rõ trong trường hợp là không là thất bại với các biện pháp thở máy. Và trong đại dịch thì người ta thấy là cái ECMO nó tăng dần lên, nhưng tuy nhiên đến một ngưỡng nào đó thì người ta thấy là có vẻ như tăng, nhưng mà người ta chỉ làm đến thế thôi, người ta không thể làm được. Đó là từ 6 tháng nay thì cái số báo cáo ECMO hầu như không gia tăng, so với nó không gia tăng đột biến so như cái gia tăng về mặt dịch. Và trong ECMO cho bệnh nhân COVID thì 95% là làm VV-ECMO và 5% làm VA-ECMO và các cái vi gọi là các mốt khác như VAV chẳng hạn, như thế. Đấy là cái báo cáo của người ta. Cái quan trọng nhất và cái thách thức lớn nhất đối với các cái điều trị trong COVID là chúng ta quan tâm các vấn đề. Thứ nhất là chúng ta quan tâm con người, chúng ta quan tâm đến trang thiết bị, chúng ta quan tâm đến nguồn lực khác chúng ta, và quan tâm đến các gọi là vấn đề đạo đức. Đó là các anh chị cũng biết là cách đây hơn một năm thì ở các nước châu Âu như Ý, ở Bỉ, ở Tây Ban Nha thì rất nhiều các nhân viên y tế cũng đã tự tử. Tại sao họ tự tử? Vì có rất nhiều thứ trong đấy, có cái này là gì, họ cứu ai bỏ ai và những người nào này. Thế thì chúng ta thấy là gì, trong này thì bao giờ chúng ta phải tối đa lợi ích. Cái này quan trọng nhất trong hình tròn này, người ta nói về maximum về cái lợi ích của người ta, thì lợi ích cho ai? Lợi ích cho bệnh nhân, lợi ích cho nhân viên y tế và lợi ích cho các cái chất lượng chung, cho cái nguồn lực của chúng ta. Thế chúng ta thấy là tối đa nguồn lực. Thế thì khi mà đại dịch lan tỏa lên thì cái nhu cầu về giường ICU tăng lên. Thì ở hiện nay ở Việt Nam thì đã thể hiện rất nhiều cái vấn đề liên quan giường hồi sức. Thứ nhất là như Đà Nẵng thì ngay lập tức thành lập cái hai cái trung tâm hồi sức, là trung tâm hồi sức ở Hòa Vang và trung tâm hồi sức ở bệnh viện phổi Đà Nẵng. Cái khi xảy ra đại dịch ở Đà Nẵng, khi xảy ra ở Hải Dương thì ngay lập tức thì biến bệnh viện Đại học Kỹ thuật Hải Dương trở thành một bệnh viện và trong đấy có 20 giường hồi sức. Khi xảy ra ở Bắc Giang thì chúng ta thấy là gì,
ngoài cái 30 giường, 51 giường hồi sức ở, bệnh viện phổi thì ngay lập tức là tổ chức thêm một cái là thêm 101 giường hồi sức ở bệnh viện tâm thần Bắc Giang. Cái này chúng ta quan tâm là cái số bệnh nhân điều hồi sức này nó gia tăng, và chúng ta phải yêu cầu là gia tăng rất nhiều. Và chúng ta gia tăng như thế, chúng ta lấy đâu ra người để chúng ta làm? Thế có nghĩa là chúng ta phải con người. Nhưng tuy nhiên con người rồi thì chúng ta phải có nguồn lực, chúng ta phải có trang thiết bị, máy móc, máy thở, máy lọc máu, rồi máy theo dõi tất tần tật các thứ. Và đặc biệt là gì, chúng ta phải có một cái vấn đề về đạo đức. Có là gì, chúng ta làm như có nhiều, nó thực sự là nó một thách thức. Thách thức có nghĩa là rất nhiều trường hợp này, bình thường là chúng ta có thể chỉ định ECMO, nhưng trong tình huống này thì chúng ta có dám chỉ định ECMO hay không, mà chúng ta chỉ định ECMO thực sự là có đủ cái nguồn lực để mà làm hay không, thì đấy là chúng ta cũng phải cân nhắc tất cả các thứ. Về mặt tổ chức ECMO thì các anh chị thấy đây là một cái trong điều kiện thường quy, thì người ta thấy là gì, ECMO nó chỉ định là đây là trong điều kiện thường quy đi COVID chẳng hạn như thế. Nên có những ví dụ như là chúng ta mà bị COVID cho phi công 19 năm 2020 đấy, thì lúc đấy chúng ta không có quá tải, không có gì cả, không có, đến bây giờ cũng không gọi là quá tải. Nhưng lúc đấy chúng ta chỉ có 1-2 bệnh nhân thôi, thì chúng ta có thể ECMO cho anh được 2-3 tháng, 3-4 tháng, tức là chúng ta thoải mái, chúng ta có thời gian. Và trong điều kiện thường quy thì lúc đấy thì thậm chí là bệnh nhân vừa ngừng tuần hoàn, chúng ta vừa ép tim, vừa làm ECMO, thì cái này chúng ta cũng đã từng làm rồi. Cái này chúng ta, và kể cả chúng ta áp dụng COVID hay không COVID như nhau, cái là chúng ta là chỉ định ECMO. Thế thì, nhưng tuy nhiên trong điều kiện cấp cứu, gọi là với một cái kịch bản là chúng ta cấp cứu ban đầu, nhưng mà chúng ta năng lực của chúng ta có khả năng đến đâu thì chúng ta chứng tính ra. Và trong tình huống này, nếu như bệnh nhân có không may ngừng tuần hoàn, thì lúc đấy chúng ta chắc chắn là chúng ta đã không có vừa ép tim vừa cấp cứu ngừng tuần hoàn. Vì cái việc này thì nó rất quan trọng, thì chắc là các bác sĩ ở nhiệt đới trung ương thì người ta cũng đã nỗ lực hết sức, anh chị đã nỗ lực hết sức. Cái đây tầm khoảng 3 tuần ấy, khi xảy ra mấy ca COVID ở các nơi trở đến bệnh viện nhiệt đới trung ương, các anh chị vừa ép tim vừa làm nhiệt đới vừa làm ECMO, rất nỗ lực. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp sau đấy cũng một vài trường hợp sau đấy cũng không qua được. Thế thì các ECMO thì người ta thấy là lợi ích dành cho những người trẻ, đó là những người ta ưu tiên những người trẻ mà có khả năng COVID, mà trẻ có khả năng hồi phục, và đặc biệt là người không có suy tạng, đấy là một trong các anh chị chú ý. Thế còn nếu mà suy đa tạng rồi thì lúc đấy phải cân nhắc. Thế thì kịch bản tiếp theo nữa là gì? Kịch bản thứ hai này chẳng hạn như thì chúng ta thấy là nó nặng nề hơn, thì lúc đấy chúng ta thấy là chúng ta kể cả VA ECMO mà chúng ta cũng không có. Tại sao chúng ta lại người ta đưa ra cái khái niệm là người ta không có khuyến cáo cái VA ECMO? Thì anh chị biết là VV ECMO thì nó rất dễ, vì chúng ta làm gọi là dưới hướng dẫn siêu âm thì ai cũng có thể làm được, thậm chí là chúng ta không làm hướng dẫn siêu âm chúng ta có thể làm được như đặt cateter thông thường. Nhưng VA ECMO thì chúng ta lại cần phải phẫu thuật viên, phẫu thuật mạch máu, thì lúc đấy chúng ta có đủ nguồn lực để phẫu thuật viên, phẫu thuật mạch máu hay không? Cái đấy là những câu hỏi. Và đặc biệt là gì, những người mà còn trẻ mà không có suy đa tạng thì lúc đấy chúng ta quan tâm mắc COVID thì chúng ta quan tâm ECMO hơn. Còn những người khác mà các cái đối tượng khác mà thì chúng ta cũng phải gọi là chúng ta có những cái cân nhắc, gọi là hạn chế. Và trong trường hợp thảm họa thì nếu mà trong trường hợp thảm họa thì chắc chắn các anh chị biết là chúng ta không thể đủ năng lực, và lúc đấy chúng ta phải làm triage ngay từ tại các khoa hồi sức nào đủ năng lực và chúng ta mới chuyển đến, và chúng ta đủ năng lực để làm hay không. Và lúc đấy thì chúng ta cũng phải quan tâm đến các vấn đề khác của toàn bộ hệ thống, đó là chúng ta quan tâm chung chứ không phải quan tâm cho mỗi gọi là mỗi COVID của mình, hay là mỗi khoa của mình, hay mỗi bệnh viện của mình. Thì anh chị chú ý là đây là trong trường hợp thảm họa, thì chúng ta cũng đấy, nên là chính vì vậy nên là cái tổ chức cái ELSO ấy nó ghi rất rõ là chúng ta từng kịch bản khác nhau, thì chúng ta có 4 kịch bản khác nhau để chúng ta làm. Cũng tương tự như thế thì đợt vừa rồi chúng tôi thấy bệnh viện tỉnh Bắc Ninh làm rất tốt, và chúng tôi cũng đã đề xuất với chỗ phó giáo sư Lương Ngọc Quê, cục trưởng cục khám chữa bệnh, thì hiện nay chúng ta có rất nhiều, ví dụ Bắc Giang có rất nhiều bác sĩ hồi sức cấp cứu, nhưng tuy nhiên các anh bác sĩ hồi sức cấp cứu lại được phân đi về các bệnh viện dã chiến. Có những anh thì về bệnh viện dã chiến ở khu vực nọ, các anh về bệnh dã chiến khu vực kia, nhưng có nghĩa là cái nguồn lực về bác sĩ hồi sức chúng ta phân tán rất nhiều và chúng ta không đủ năng lực để chúng ta điều trị. Nhưng mà về cái bệnh viện thì dã chiến thì lại phần lớn các bệnh nhân ở đấy lại không cần phải can thiệp gì cả, và sau đấy chúng ta phải huy động một cái lực lượng tương đối lớn mà bệnh nhân ở các tuyến, ở các nhân viên y tế các tuyến vào tham gia vào, trong đấy có cả bác sĩ hồi sức cấp cứu nhưng cả điều dưỡng hồi sức cấp cứu. Nhưng có những việc thì chúng ta huy động người để làm việc khác thì nó rất phù hợp. Nhưng tuy nhiên là gì, theo tôi thì tôi thấy là chúng ta nên đề xuất một cái mô hình là khoa hồi sức tích cực, là gì, các trung tâm hồi sức trong bệnh nhân COVID đã chỉ để một cái ngưỡng, để một cái trung tâm nào đấy nhất định thôi. Thì ví dụ như ban đầu một tỉnh nào đó chưa xảy ra COVID nặng thì chúng ta luôn luôn phải biến cái trung tâm truyền nhiễm của các bệnh viện trở thành một cái trung tâm sẵn sàng làm hồi sức,
gọi là trung tâm đấy là trung tâm hồi sức cao nhất, từ 10 giường, 20 giường cho đến 50 giường, hay là thậm chí là nhiều hơn. Nếu khi chúng ta cao hơn 30 giường chẳng hạn như thế thì chúng ta mới mở thêm một cái trung tâm hồi sức khác, tức là chúng ta mở thêm một cái trung tâm hồi sức ở một cái đơn vị bên cạnh hoặc chỗ nào thì tùy chúng ta. Nhưng mà chúng ta luôn luôn đây là trung tâm. Tại vì sao? Vì chúng ta đầu tư trang thiết bị máy móc con người chúng ta có sẵn trong bệnh viện, và khi bệnh nhân hết COVID thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Và sau đấy thì cái nhóm này tất cả các bác sĩ hồi sức thiện chiến nhất họ tập trung vào đây. Họ tập trung vào đây từ bác sĩ hồi sức truyền nhiễm, hồi sức tim mạch, hồi sức và bác sĩ hồi sức chung, hồi sức nội ngoại, người ta có thể tập trung vào đây. Cũng tương tự như thế, rất nhiều bác sĩ đã hỏi chúng tôi là gì? Là thế thì chúng tôi có phải làm chuyên ngành hồi sức cấp cứu đâu mà phải đi chống dịch? Chúng tôi có làm truyền nhiễm đâu mà đi chống dịch? Thì các anh chị đấy là cái bệnh viện dã chiến cấp 1 này, tức là bệnh nó mô hình giống như mô hình cấp cứu, gọi là các đội cấp cứu là hay là còn đội EMT ấy, thì nó bệnh viện dã chiến này nó là nó phải xây dựng rất nhiều. Tại vì sao? Vì đây toàn bộ đây là F0 không có triệu chứng. Nếu không có triệu chứng thì chúng ta cần gì về bác sĩ hồi sức cấp cứu đâu. Chúng ta chỉ cần những người quản lý người ta thôi. Trông nom, quản lý, phát hiện, đo nhiệt độ, huyết áp, các thứ này quản lý, gọi là đây quản lý. Và khi quản lý này thì ai, nhân viên nào, bất kỳ nhân viên nào phải y tế hay không y tế, thậm chí công an cũng có thể tham gia được vào cái nhóm quản lý này. Và khi người ta có triệu chứng rồi thì nó lên bệnh viện dã chiến cấp 2 chẳng hạn như thế. Thì cái đội EMT cấp 2 này nó sẽ làm đóng vai trò là gì? Quản lý những bệnh nhân có triệu chứng. Và lúc đấy chúng ta sẽ tiết kiệm được nguồn lực, và thậm chí trong nhóm này chúng ta không cần phải bác sĩ hồi sức cấp cứu, mà chúng ta thậm chí có, nếu có cần thì chúng ta chỉ cần những bác sĩ là có kinh nghiệm, là biết cách cấp cứu, và biết ép tim, và biết nọ kia các thứ để điều trị các bệnh nền thôi. Cũng tương tự khi đại dịch thì rất nhiều nơi trên thế giới người ta cũng đã làm những cái này, vì chúng tôi được đào tạo về cấp cứu thảm họa nên chúng tôi cũng biết là hiểu là gì, à đây là một trong cái mô hình ít nhất là có thể khoanh vùng được. Nhưng tuy nhiên ở Việt Nam thì chắc chắn nó trốn ra ngoài ngay, nó trèo tường nó trốn ngay. Thế thì trong phân loại của WHO các đội EMT thì đây là chung phân loại EU, nhưng mà họ chưa có cái phân loại cho COVID, các anh chị chú ý. Và người ta phân loại EMT, các cái EMT thì là tiếp 1, có hai loại tiếp 1, thì là cái thứ hai là EMT tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4 là các đội chuyên gia. Thì đội hồi sức của chúng ta giống hệt như các đội chuyên gia này, và chúng ta phải xây dựng một cái năng lực đó là ít nhất một tỉnh là phải có 1 đến 2 cái trung tâm như thế. Thế khi nếu mà một tỉnh có 2 trung tâm như thế thì chúng ta có 1.000 bệnh nhân. Xin lỗi, có 100 cái giường hồi sức ở một bệnh viện tỉnh và một bệnh viện khu vực chẳng hạn như thế, thì ở của tỉnh thì hay là bệnh viện ngành của tỉnh thì lúc đó luôn luôn để đảm bảo 2.000 bệnh nhân nhiễm là thoải mái. Thế thì quản lý điều trị bệnh nhân COVID mà hội chứng siêu cấp tiến triển trong bệnh nhân COVID như thế nào, thì chúng ta thấy là cái quan trọng nhất là trong COVID nó có mấy thứ. Một là tắc mạch. Thế anh chị biết là giải phẫu bệnh này thì từ năm 2020 thì đến tận tháng 4 năm 2020 thì mọi người biết rõ ràng hơn là tắc mạch phổi trong COVID. Và đây là hình ảnh ARDS. Thì chúng ta biết là cái phim cắt lớp về phía trước này là cái vùng này là vùng có thông khí, không có tươi máu. Vùng này là có tươi máu nhưng không có thông khí, và cái phổi nó đông đặc rất nhiều. Thì ông Gattonini ông đã phân thành hai tiếp. Thế thì tiếp tục, bệnh nhân này người ta thấy mổ tử thi ra, người ta thấy rất nhiều huyết khối trong lòng. Và các anh chị chú ý là đối với các trường hợp COVID thì các anh chị nên cho thuốc chống đông điều trị, liều điều trị gọi là liều điều trị sớm, càng sớm càng tốt, chứ đừng có trì hoãn, vì nếu chúng ta trì hoãn thì chúng ta gần bất lợi về bệnh nhân suy hấp ra ngoài vấn đề này. Nên trong COVID thì các anh chị ở truyền nhiễm thì người ta cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể về đối với các anh chị, nhưng tuy nhiên là cái chống đông là rất rất quan trọng đối với bệnh nhân COVID. Thì các cái tổn thương trên đại thể thì người ta thấy rất nhiều huyết khối đây, và trong trường hợp này thì giải phẫu bệnh thì người ta thấy có cái lắng động, cái hyaline ở đây, và cũng có các cái huyết khối vi mạch. Về mặt điều trị thì ARDS trong COVID giống hệt như ARDS trong bệnh nhân thông thường, tuy nhiên nó có một cái tip đặc biệt nó khác thì chúng ta tí nữa chúng ta nói. Nhưng mà về mặt đặc biệt thì lúc này chúng ta cũng phải kiểm soát theo cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi, cái này thì các anh chị đã nhìn thấy rõ từ lúc này rồi. Và thứ hai nữa là gì, cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi này thì người ta thấy là khởi đầu cũng bắt đầu từ 60 lít kiêm cân nặng, và luôn luôn duy trì mục tiêu là P plateau dưới 30 cm nước, nên nó không khác gì so với lại ARDS thông thường. Và các cái phenotype của nó là gì, thì nó cũng là một cái dạng của ARDS, nó là COVID. ARDS do COVID cũng là một dạng của ARDS thông thường, nên nó không có gì khác biệt so với, nhưng mà đây là do các cái tắc vi mạch cũng như là do cả tổn thương viêm. Và mục tiêu về điều trị thì giống hệt như trong điều trị ARDS thông thường theo ARDS Network. Về hầu hết các trường hợp bệnh nhân COVID thì phải thở máy, nhưng mà các cái thở máy này thì nó cũng phải dựa theo một cái chiến lược, gọi là gì, ARDS nặng do bệnh nhân gọi là COVID nặng này thì nó cũng thở máy giống hệt như trong trường hợp mà thông thường này, thì chúng ta thấy thời gian tất cả các thứ nó cũng tương tự. Thế thì đến tháng 4 năm 2020 thì ông Gattonini ông mới đưa ra hai cái khái niệm gọi là cái tip L và tip H, cái là tip H là cái tip mà
Đó, cái trọng lượng cái thể tích phổi nó tăng lên, anh chị thấy là phổi nó cứng, nó đông đặc lên. Thì cái này đông đặc thì một là ngoài vấn đề dịch, rồi ngoài vấn đề về tắc đờm, rồi ngoài vấn đề viêm, thế thì còn trong tiếp này thì nó hầu như là nó đỡ hơn. Vì trong COVID ấy, thì anh chị chú ý là chúng ta thấy là khi mà chúng ta thở máy với thông khí theo gọi là thông khí cơ học ấy, thì nó tăng cái nguy cơ tràn khí so với bệnh nhân ARDS thông thường. Thì nên là chính vì vậy nên chúng ta chú ý là để tránh tình trạng để bệnh nhân tràn khí. Và trong một cái nghiên cứu mà người ta thấy 600 bệnh nhân này thì cái biến chứng mà tràn khí nó tăng hơn so với các nhóm ARDS thông thường là khoảng từ 15 so với 0,5%, nó tăng gấp 30 lần. Về trong trường hợp thất bại với cái chiến lược thông khí bảo vệ phổi thì người ta sẽ tính cái chuyện là nằm sấp hoặc là các biện pháp khác. Thế nhưng anh chị thấy là gì? Nằm sấp thì đây là được một trong cái mà là các cái bác sĩ ở nhiệt đới trung ương người ta đã đưa ra, người ta đã áp dụng rất sớm, và các anh chị cũng đã khuyên mọi người, thậm chí là rất nhiều trường hợp không thở máy cũng nằm sấp. Anh chị chú ý là cái cách nằm sấp thì chắc là chị, nếu mà đơn vị nào chưa biết thì nên hỏi ở các đơn vị như bệnh viện nhiệt đới trung ương hoặc bệnh viện Bắc Ninh, các anh chị cũng đang làm và làm rất tốt cái việc đấy. Thế này, trong quá trình thông khí nhân tạo thì chúng ta có thể huy động phế nang hoặc chúng ta điều chỉnh PEEP cao và tùy vào tình trạng. Và bệnh nhân này dùng các cái thuốc giãn mạch phổi thì hiện nay chúng ta chưa có. Còn các cái thuốc an thần giãn cơ thì chúng ta cũng tuân thủ đúng theo cái guideline của ARDS Network. Về các cái oxy, trao đổi oxy qua màng ngoài tế bào ngoài cơ thể có là gì, chúng ta hay còn gọi ECMO đấy. Thì đây là một trong cái mà Tổ chức Y tế gọi là Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã đưa ra vào một cái chiến lược để cứu nguy. Và tuy nhiên là chúng ta, cái câu quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là cái không phải lúc nào nó cũng có sẵn ở tất cả các nơi trên toàn thế giới này, đặc biệt là cả nước Việt Nam chúng ta hiện nay thì không phải nơi nào cũng có sẵn ECMO. Và nên là chính vì chúng ta không lấy cái ECMO làm cái trung tâm của vấn đề điều trị COVID. Và anh chị chú ý là gì, là đây là thực sự nó là một thách thức. Vì sao? Vì chúng ta cần phải một cái nơi mà làm ECMO thường xuyên thì chúng ta mới đủ con người, chúng ta mới đủ trang thiết bị, thì chúng ta mới đủ các phương tiện theo dõi để chúng ta làm. Chứ chúng ta không chủ động làm ECMO ở những nơi không có, gọi là không làm ECMO thường quy. Ví dụ như bây giờ bệnh viện tỉnh đã làm ECMO lần nào chưa? Bảo chưa. Chưa thì chúng ta không nên, người ta khuyến cáo là không nên đưa ra làm ECMO cho những trường hợp như thế. Các anh chị chú ý đến đây là cái, nên là chúng ta không chạy đua với những cái ECMO trong COVID trong giai đoạn này, mà chúng ta phải chạy đua từ khi mà chúng ta chưa có COVID đi. Tức là tỉnh nào mà chưa có COVID mà muốn triển khai ECMO thì sẵn sàng nhân đây thì sẵn sàng luôn đi để cho các lãnh đạo chuẩn bị máy móc, thì các anh chị còn có cái mà làm. Thế thì về lựa chọn bệnh nhân thì đây các anh chị thấy là nếu bệnh nhân PDNF trên 150 thì ok, chúng ta làm tất cả các biện pháp an thần giãn cơ theo đúng theo guideline. Và nếu sau khi mà nó không cải thiện, nó cải thiện thôi thì chúng ta tiếp tục. Đó là nếu chúng ta không có cái, và nếu mà chúng ta không cải thiện thì chúng ta quan tâm đến ECMO. Và nếu ECMO nếu không có chống chỉ định gì, chúng ta chỉ định ECMO. Đấy là cái cách. Và ngược lại thì PDNF dưới 150 mà không có toàn hấp chẳng hạn như thế thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Và nếu mà ngược lại có toàn hấp mà không có chống chỉ định gì thì chúng ta cũng phải chỉ định ECMO. Đấy là cái cách mà chúng ta lựa chọn với nhau. Và ECMO trong COVID thì nó có hai loại. Một là gì? ECMO trong VV ECMO hoặc là VA ECMO. Cái này anh chị thấy VV ECMO chiếm 95%, VA ECMO chỉ khoảng 5% thôi. Và tỷ lệ ECMO thì nhìn chung thì là ECMO nói chung ấy thì tỷ lệ sống khoảng 57%. Thế thì cái ECMO này, thế thì so với cái mà người ta công bố trên ELSO ấy thì ECMO COVID thì nó cũng thấp hơn một chút, nhưng mà nó cái chuyện thấp lên một phần thôi, nhưng chúng ta thấy là có con số được làm ECMO nó ít. Thế trong quá trình ECMO ấy thì các anh chị biết là chúng ta có rất nhiều thứ để theo dõi. Thứ nhất là về mặt hô hấp, gọi là về mặt phổi của bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm gì? Một là chúng ta thở máy, cái này rất quan trọng, cái này nói gì thì nói việc thở máy việc đầu tiên. Và chúng tôi cũng rất buồn là gì, rất nhiều các anh chị cài đặt máy thở xong các anh chị quên mất không cài đặt giới hạn báo động. Thì khi chúng ta không cài đặt giới hạn báo động, đặc biệt là gì, báo động áp lực đường thở cao, thì chúng ta cài đặt áp lực đường thở thấp quá thì nó máy nó chưa kịp đến áp lực đấy nó cắt ra, nó cắt thì thở ra.
Các anh chị xin lỗi các anh chị và tôi vừa có việc một chút. Các anh chị thấy là gì? Chúng ta kiểm soát thở máy là cái vấn đề rất quan trọng đúng không ạ? Sau đấy thì chúng ta các cái vấn đề khác thì mở khí quản, soi khí quản nọ kia các thứ. Nhưng trong này có một cái nằm sấp này, anh chị thấy bệnh nhân vừa lọc máu này vừa nằm sấp này. Đấy, nằm sấp cũng là rất quan trọng. Thế còn khi mà bệnh nhân tỉnh táo rồi thì chúng ta có thể là chúng ta gọi là tỉnh táo, chúng ta gọi là awake ECMO đấy, thì chúng ta để cho bệnh ECMO tỉnh nhưng có thể rút ống nội quản được. Thế còn trong ECMO thì trong bệnh nhân điều trị COVID thì người ta quan tâm vấn đề đông máu, người ta quan tâm với khối tích mạch sâu, rất nhiều thứ để quan tâm. Cũng tương tự như thế, chúng ta quan tâm loại bỏ cytokine, quan tâm đến cái truyền máu, quan tâm đến cái siêu theo dõi huyết động. Cái này cũng là một trong cái để chúng ta theo dõi các là gì. ECMO không phải là chỉ có ECMO mà cái sơ đồ này nó có đầy đủ các thứ, và chúng ta quan tâm kể cả bảo vệ nhân viên cũng như thế, quan tâm đến màng trao đổi oxy rồi tất tần tật các này. Thì và khi được thì chúng ta phải chú ý và hồi phục chức năng sớm cho bệnh nhân. Thế có nghĩa là gì? Chúng ta quan tâm ECMO trong COVID cũng như quan tâm ECMO trong tất cả bệnh nhân không COVID thì luôn luôn nhớ là nó là một quá trình hồi sức gồm rất nhiều công đoạn khác nhau và rất nhiều thao tác khác nhau và cần rất nhiều nguồn lực. Thế thì cái ca ECMO thì khi nào chúng ta ca ECMO? Hiện nay thì cái ca ECMO thực sự nói chung là cái tiêu chuẩn của nó thực sự nó là cũng là một cái bản thân nó ECMO nó cũng là một thách thức, và cũng như là cái khi bệnh nhân hồi phục thì thế thì tuy nhiên là cái trong quá trình ECMO mà chúng ta thấy là nó hồi phục thì chúng ta cai. Nhưng phần lớn bệnh nhân ECMO cho COVID thì trung bình khoảng 14 ngày. Thì chúng tôi làm nghiên cứu, chúng tôi thấy thì phần lớn là trong nghiên cứu trung bình của chúng tôi làm ECMO là khoảng 10 ngày. Và có những nghiên cứu thì thời gian ECMO có thể lên đến trung bình là 20 ngày. Có những nghiên cứu thì trung bình là 18 ngày, các loại tùy vào tình trạng từ các nghiên cứu. Và quan trọng nhất là người ta thấy là gì? ECMO mà kéo dài ấy, thì nó cái tỷ lệ hồi phục nó cũng không phải là cái ECMO kéo dài ECMO trên 28 ngày thì đối với trường hợp này cũng có thể làm. Nhưng mà tuy nhiên là cái khả năng hồi phục nó cũng thấp. Ví dụ như là nhìn chung là tổng số nó thấp, nhưng mà anh phi công 91 ấy, các anh chị thấy người ta làm ECMO rất kéo rất dài, nhưng khả năng đấy anh cũng qua được đấy. Thì đấy là một trong các đấy là qua đấy là một bài học cho người thầy thuốc làm hồi sức đấy. Thì còn các cái ECMO thì ngoài ra thì chúng ta khi nào chúng ta đấy thì rất nhiều ca ở Nhật ở các nơi người ta cũng đã báo cáo về cái vấn đề ECMO sau xong COVID xong người ta chờ người ta ghép phổi. Đây là một trong cái chúng ta cũng gọi là cũng báo đấy, nhưng mà hiện nay thì chúng ta chưa làm được. Về tóm lại, thứ nhất là ECMO trong COVID thì đây là một cái trong đại dịch nên là đây là một thực sự là một cái cơ hội để cho các cái tỉnh mua sắm trang thiết bị cũng máy móc máy thở. Thì cũng tương tự như đại dịch cúm năm 2003 ấy, thì nhờ có nó mà chúng ta có rất nhiều bệnh viện cũng như là bệnh viện Bạch Mai cũng có rất nhiều máy thở thêm để chúng ta có cái trang thiết bị. Và thứ hai là gì, nhờ có vì trong COVID nên thế thì các anh chị cũng tranh thủ chuẩn bị cái máy lọc máu. Cái đấy cũng là rất nhiều tỉnh cũng chưa có. Vấn đề thứ ba là các anh chị cũng tranh thủ chuẩn bị cái máy gọi là thăm dò huyết động, các cái phương tiện công cụ thăm dò huyết động các anh chị trước khi nói về vấn đề ECMO. Thế thì khi ECMO thì anh chị sau này khi có ECMO thì COVID ECMO không phải là một cái ưu tiên hàng đầu, mà ECMO chỉ là một giải pháp cuối cùng cho những bệnh nhân trẻ tuổi mà mắc COVID. Cái này chúng ta cái nguồn lực vì nó vì phòng nguồn lực chung cũng như là cái khả năng cái gọi là cái thảm kịch nó xảy ra, cái này thì chúng ta chú ý. Thế là đây là một trong cái mà chúng ta có thể xem, có thể hiểu và các anh chị có thể tham mưu để cho các lãnh đạo của mình để họ hiểu rõ cái vấn đề vai trò của ECMO đến đâu. Và đây trong này thì COVID này thì các anh chị thấy là chỉ tổng số thì có 14.000 người đã được làm ECMO, gồm cả nhóm COVID dương tính cũng như là có nhóm COVID nghi ngờ, và tổng số bệnh nhân được điều trị sống là chỉ có 49%. Và thấy những nước rất văn minh hiện đại như châu Âu thì họ cũng như thế, nhưng họ cũng không hề làm ECMO nhiều như chúng ta tưởng tượng. Xin hết và cảm ơn các anh chị.